Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy các xã phường. Thành phố Bảo Lộc tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Vận động thu hồi nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ từ quần chúng nhân dân. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Gương sáng đời thường. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2023, đoàn công tác số 1 của Thường trực Thành ủy Bảo Lộc do đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Ri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023, cũng như triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy xã Đầm Ri đã triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, với 19 trên 19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 142% kế hoạch. Xã cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với công tác giảm nghèo. Chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, công tác quốc phòng an ninh duy trì ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Xã tăng cường lãnh đạo, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự quản lý điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời đề xuất giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân, chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng thiết thực hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra. Việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Tình hình tội phạm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tinh thần phê bình và tự phê bình của một số ít cán bộ đảng viên chưa cao. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có mặt chậm đổi mới. Chất lượng giám sát, phản biện, công tác tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền còn hạn chế. Công tác kiểm tra giám sát ở một số cấp ủy tổ chức đảng chưa thường xuyên, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy chi bộ có nơi còn chậm đổi mới. Trên cơ sở kết quả đạt được, khó khăn hạn chế như đã nêu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị xã Đầm Ri cần bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm, phát huy tiềm lực thế mạnh của địa phương, hình thành chuỗi liên kết ô cốp thương mại dịch vụ, du lịch để thúc đẩy kinh tế địa phương, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn tại từ trước, tạo được lòng tin trong nhân dân. Đặc biệt cần hoàn thiện sớm quy hoạch chung của xã trên cơ sở quy hoạch cũ, điều chỉnh bổ sung mới cho phù hợp. Về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đề nghị Đảng ủy xã ra soát lại các quy chế, bổ sung cho đảm bảo, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách chuyên nghiệp hiệu quả hơn, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo tính kế thừa. Về công tác quân sự quốc phòng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đề nghị xã phải thực hiện giao quân đảm bảo số lượng, chất lượng, tạo nguồn đảng viên nhập ngũ. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Tôn Thiện Đồng đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, xã Đầm Ri, quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, cán bộ, công chức và người lao động, đảm bảo mọi người dân được vui đón Tết, vui tươi, đầm ấm. Tiếp tục chương trình công tác sáng ngày 10 tháng 1,
Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023, những kết quả đạt được trong năm. Theo đó, năm 2023, phường Lộc Sơn tiếp tục duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp với sản lượng sầu riêng, măng cụt ước đạt 12.000 tấn, tổng sản lượng cà phê nhân ước đạt 1.650 tấn. Sản xuất công nghiệp dịch vụ, thương mại tuy gặp một số khó khăn, nhưng các công ty doanh nghiệp vẫn đóng góp cho ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng. Tổng kinh phí xây dựng cơ bản 12 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 13 tỷ 300 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch vốn bổ sung. Trật tự đô thị, trật tự xây dựng thường xuyên được triển khai, an ninh quốc phòng được giữ vững, khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân đạt chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở. Song song với những kết quả đạt được, phường Lộc Sơn cũng báo cáo những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đối ứng xây dựng hạ tầng giao thông, đầu tư công, quản lý đất công, lập lại trật tự đô thị. Tình hình sản xuất khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên trẻ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường vai trò nhiệm vụ mỗi cán bộ đảng viên, tổ dân phố, chấn chỉnh xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xử lý tương xứng hành vi vi phạm. Rà soát các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp yêu cầu chuyển sang đất ở, vừa thu được ngân sách, vừa dễ quản lý cũng như quản lý tốt các nguồn thu. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu từ năm 2024, các địa phương phải xử lý xong giải phóng mặt bằng thì mới phê duyệt dự án đầu tư công. Phường triển khai các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Đoàn công tác số 2 của Thường trực Thành ủy Bảo Lộc do đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy Phường 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai các giải pháp năm 2024. Năm 2023, tình hình sản xuất công nghiệp xây dựng trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ không ổn định. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt theo chỉ tiêu thành phố giao, thu các quỹ vận động với số tiền hơn 367 triệu đồng, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 đạt 113% kế hoạch. Quỹ tín dụng phường 2 và các ngân hàng trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với công an, đội trật tự đô thị thành phố triển khai ra quân lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Công tác y tế, giáo dục được thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nghiêm Xuân Đức đã phân tích và yêu cầu tập trung làm rõ về tình hình cũng như định hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế xoay quanh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác thu gom rác, bảo vệ môi trường. Ông Hoàng Bảo Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường 2 cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp và phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể của phường một cách đồng bộ thông qua công tác tuyên truyền, công tác lập lại trật tự đô thị cũng như tăng cường thời gian rà soát để có thể phát hiện vi phạm. Cạnh đó sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính cũng như thực hiện phân công theo địa bàn để thực hiện sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an thành phố, chủ trì hội nghị. Năm 2023, lực lượng công an thành phố đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị, phường xã trong công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công an thành phố phối hợp với các xã phường cơ quan đơn vị tổ chức 301 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, thu hút hơn 55.000 lượt quần chúng tham gia. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bảo Lộc, phát sóng 5 kỳ chuyên mục toàn dân phòng chống tội phạm, 15 phóng sự về tình hình an ninh trật tự. Đồng thời đăng tải hơn 120 tin bài trên trang Facebook, Zalo của Công an thành phố về tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát trên 56.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đến người dân, xây dựng hàng trăm bản tin về an ninh trật tự và phát hơn 3.870 lượt trên hệ thống loa truyền thanh phường xã.
thông qua công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đã cung cấp cho lực lượng công an 301 nguồn tin, trong đó 79 nguồn tin giá trị, giúp cơ quan công an khám phá làm rõ 79 vụ việc về an ninh trật tự. Quần chúng nhân dân đã phối hợp bắt giữ 113 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng truy nã, vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đồng thời, quần chúng nhân dân đã tham gia cảm hóa 59 người có tiền án, tiền sự, trở thành người có ích cho xã hội. Công an thành phố còn phối hợp với các cơ quan đơn vị, xã phường, tổ chức xây dựng và nhân rộng 22 mô hình điểm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ 20 mô hình hoạt động hiệu quả. Qua đó, nâng tổng số mô hình trên địa bàn thành phố lên 19 mô hình, với 50 điểm mô hình về phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khắp các phường xã. Trong đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như camera an ninh, tuyến đường không có vi phạm giao thông, khu dân cư không có tội phạm, giáo họ bình yên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Lực lượng công an còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính quyền các cấp, tổ chức hòa giải thành công hơn 100 vụ việc phát sinh tại cơ sở, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, đuối nước cho hàng chục ngàn lượt người dân, chủ cơ sở kinh doanh, học sinh, giáo viên trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Qua đó, yêu cầu lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để kịp thời nắm bắt các sự vụ, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại hội nghị tổng kết, thành phố Bảo Lộc vinh dự có 8 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, 2 tập thể, 6 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 39 tập thể và 44 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen. Cũng trong ngày 10 tháng 1, Công an thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Năm 2023, Công an thành phố đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, qua đó phát hiện khởi tố 118 vụ phạm tội về hình sự, 16 vụ phạm tội về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, đấu tranh triệt phá 52 vụ, 81 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Trong năm, Công an thành phố cũng triệt phá 4 vụ tín dụng đen, bắt và khởi tố 4 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi, lãi suất cho vay dao động từ 100% đến 521% trên năm, thu lợi bất chính số tiền 385 triệu đồng. Kết quả điều tra, khám phá án chung đạt gần 89%, án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt 100%, qua đó khởi tố bắt tạm giam 246 đối tượng phạm pháp, đồng thời thu hồi cho nhà nước số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, các lực lượng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó lập biên bản vi phạm hành chính với 5.218 trường hợp, xử lý 4.321 trường hợp, thu nộp hơn 9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Trong năm, Công an thành phố cũng tập trung thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, Công an thành phố tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua học tập tấm gương của 3 liệt sĩ, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Trong năm, có 37 lượt tập thể, 76 lượt cán bộ chiến sĩ được khen thưởng, trong đó có nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, Công an thành phố Bảo Lộc có 11 tập thể được Công an tỉnh Lâm Đồng công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng, 7 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 44 cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng khen thưởng 4 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi đua nước rút năm 2023. Ban đại diện Hội đồng Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố dự và chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc đã giải ngân cho vay đạt trên 179 tỷ đồng cho 3.413 hộ vay,
để đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đến cuối năm, tổng dư nợ là trên 558 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, so với đầu năm tăng 97,7 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 21%, trong đó nguồn vốn huy động đạt gần 75 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác đạt hơn 61 tỷ đồng. Qua kiểm tra theo dõi, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai dịch vụ Mobile Banking. Đến nay, đã có trên 1.000 lượt khách hàng đăng ký cài đặt sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố. Tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận biểu dương các kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc trong năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách cho vay đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách khác, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng đến người dân. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo người dân tiếp cận được nguồn vốn đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân, quan tâm đôn đốc nợ quá hạn và công tác thu hồi vốn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước mắt phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong tháng 1 năm 2024, dư nợ tín dụng đạt trên 99,5% kế hoạch. Các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp nhất dưới 0,01% tổng dư nợ, không phát sinh nợ chiếm dụng. Tỷ lệ thu nợ cuối kỳ đạt trên 97%, số khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking đạt trên 30% trên tổng số khách hàng vay vốn. Dịp này, Ban Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc cũng tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích nổi bật trong các hoạt động tín dụng ngân hàng chính sách năm 2023. Đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du vừa phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Bảo Lộc tổ chức chương trình Tết Nhân ái Xuân yêu thương năm 2024. Chương trình do câu lạc bộ tình nguyện của đoàn trường phối hợp thực hiện đã trao tặng hai phần quà cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Đó là anh Ca Lập, ngụ tại Buôn Sô Ven, phường Bờ Lao, một trong những đoàn viên ưu tú của phường Bờ Lao, và chị Huỳnh Thị Bôi, chồng mất sớm, bị tàn tật, phải bán vé số sống qua ngày, hiện ở với con tại hẻm Lam Sơn, phường Lộc Sơn. Mỗi phần quà là 5 kg gạo và 500.000 đồng. Ngoài ra, đoàn đã đến và trao hơn 200 kg gạo đến bếp ăn từ thiện của Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Tết Nhân ái, Xuân yêu thương là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên giúp đỡ những người nghèo, người yếu thế trên địa bàn thành phố nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp họ vơi đi những vất vả đời thường, cùng nhau đón thêm niềm vui trong mùa xuân mới. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc nhận ủy thác và quản lý 76 tổ tiết kiệm vay vốn với hơn 3.000 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, với tổng dư nợ hơn 176 tỷ đồng. Để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó huy động tiết kiệm được hơn 16,4 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn thành phố còn có 93 tổ tiết kiệm góp vốn với 1.780 hội viên tham gia, giúp 132 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn phối hợp tổ chức 10 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê, dâu tằm, cây ăn trái cho hơn 500 hội viên. Nhờ vậy, việc thực hiện đề án 939 của chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đã đi vào chiều sâu. Từ đó, nhiều tổ hợp tác sản xuất kinh doanh như trồng dâu nuôi tằm, nuôi lương thương phẩm, làm chổi đót, nuôi gà thả vườn, trồng rau sạch đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập đáng kể cho đông đảo hội viên phụ nữ khó khăn. Năm 2023, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong khối trường học và các tầng lớp nhân dân được cấp ủy, chính quyền và công an thành phố đặc biệt quan tâm chú trọng. Từ nội dung, cách thức tuyên truyền đều được đổi mới theo hướng ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, xác thực và sinh động. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống, phòng ngừa ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và hình thành ý thức, thói quen sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền 350 buổi với hơn 65.000 lượt người tham gia với các nội dung tuyên truyền về luật an ninh mạng, luật giao thông đường bộ, tình trạng xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, các nội dung về thực hiện đề án 06 của chính phủ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng chống cháy nổ,
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, luật phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước, tệ nạn xã hội trong học đường, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, các tuyên truyền viên còn tổ chức hướng dẫn cách thức sử dụng một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban đầu để xử lý các tình huống cháy nổ mới phát sinh và cách thoát nạn trong các trường hợp cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước. Các nội dung tuyên truyền mới sát với thực tiễn chấp hành pháp luật của học sinh và người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và đời sống của người dân. Xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, công cụ, vật liệu nổ trong nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Thời gian qua, Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này. Để công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được kết quả cao, lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết hợp với cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Qua đó, quần chúng nhân dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng một súng quân dụng, 5 khẩu súng hơi, 39 súng tự chế, một bình xịt hơi cay, 4 kg đạn chì, 22 linh kiện lắp ráp súng, một đèn pin điện có chức năng tương tự dùi cui điện, 2 bình xịt hơi cay, 2 mã tấu, 6 dao, 329 vũ khí thô sơ các loại, 6 hộp pháo hoa, 1 cây pháo sáng, 1 dây pháo dài 2 mét, gồm 202 viên, 10 quả pháo tự chế. Được biết, để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt kết quả cao, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng súng tự chế tồn tại trong dân, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng công an cơ sở và sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, về tác hại khi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đối với gia đình và sự nguy hiểm cho xã hội. Quý vị và các bạn, trong lễ tôn vinh gương sáng đời thường thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2018-2023 diễn ra vừa qua, tại xã Đầm Ri đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong đó có ông Ninh Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Việt ở thôn 10 xã Đầm Ri và Sư Thầy Thích Đồng Hiếu, trụ trì tu viện Bát Nhã thôn 13 xã Đầm Ri. 20 năm qua, ông Ninh Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Việt, thôn 10, xã Đầm Ri, luôn phát huy và giữ vững phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Trong công tác xây dựng tổ chức hội, ông Ninh là đầu tàu gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, song bản thân người cựu chiến binh với 55 năm tuổi đảng vẫn đang tiên phong, sáng tạo trong thi đua phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cùng với việc lãnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Tân Việt hoạt động 20 năm với giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng trên 350 tỷ đồng, thực hiện nộp thuế với nhà nước trên 65 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập bình quân ổn định trên 7 triệu đồng một người một tháng. Cùng với công việc kinh doanh, ông Ninh Văn Kim còn tích cực trong các phong trào của địa phương như luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ quỹ vì người nghèo của xã giai đoạn 2018-2023 là 30 triệu đồng, hỗ trợ các hộ khó khăn trong mùa dịch COVID-19, hàng trăm suất quà trị giá 50 triệu đồng. Hỗ trợ cho các chốt vùng xanh 10 triệu đồng. Chỉ tính riêng năm 2023, đã ủng hộ sinh kế cho một hộ thoát nghèo trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn thường xuyên tham gia sinh hoạt và hỗ trợ tích cực trong phong trào của Hội cựu chiến binh và Hội người cao tuổi của thôn 10, xã Đầm Ri. Sư thầy Thích Đồng Hiếu, chủ trì tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đầm Ri cho rằng, người tu hành nếu cứ ở chùa gõ mõ tụng kinh sẽ không có nhiều ý nghĩa. Tính thiện cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể để giúp đời, giúp người. Như vậy mới tạo ra sức lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Với tâm niệm đó, những năm qua, tu viện Bát Nhã không chỉ là chốn tâm linh, mà nơi đây còn là mái nhà chung để giúp các tín đồ Phật tử và mọi người cảm thông, chia sẻ khó khăn với nhau, kết hợp vận động để mọi người hiểu tấm lòng của nhà hảo tâm, vươn lên ổn định đời sống, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tại xã Đầm Ri, Sư Thầy Thích Đồng Hiếu với vai trò là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và là chủ trì tu viện Bát Nhã. Vì vậy, Thầy luôn là người giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ủng hộ các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc như các loại quỹ, hưởng ứng các cuộc vận động mà Mặt trận Tổ quốc xã phát động và các nhiệm vụ an sinh xã hội. Hàng năm, tu viện đã ủng hộ quỹ vì người nghèo hàng chục triệu đồng, hỗ trợ hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19,
tu viện đã dành riêng 75 phòng miễn phí có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt làm khu cách ly cho những người từ vùng dịch trở về quê Bảo Lộc. Cạnh đó, sư thầy còn vận động chùa Niết Bàn Lộc Thành, Bảo Lâm ủng hộ cho khu cách ly 500 kg gạo, 2.000 kg rau xanh, sữa cho các cháu nhỏ tuổi, những người mắc COVID-19 để họ an tâm dưỡng bệnh. Song song với các hoạt động trên, tu viện còn cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 4.000 kg rau, củ quả trị giá 40 triệu đồng cho Bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh, 190 tấn rau củ quả cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trị giá 150 triệu đồng và các hoạt động từ thiện xã hội khác. Công việc thiện nguyện ở địa phương thì muốn là gửi tới cái thông điệp là chúng ta có điều kiện để tốt hơn mọi người. Thì chúng ta nên san sẻ những cái điều tốt đẹp đó. Và khi chúng ta có được cái đầy đủ cái vật chất, thì những nơi nào cần thì chúng ta san sẻ những cái vật chất. Khi nào cần thiếu đi cái sự bình an trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ chia sẻ đi cái sự bình an đó đến cho bà con. Trong cuộc sống, thì ai cũng có những lúc gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn hết. Và chúng ta mỗi người mỗi tay cùng chia sẻ, cùng đùm bọc lẫn nhau, thì cái cuộc sống này sẽ đem lại được nhiều sự bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.